trên đường quay trở về dinh thự, vì cơ thể đã ướt sũng nên quân giao hắt xì liên tục, cô cố lấy chiếc áo của trạch đông che chắn cho cơ thể mình, nhưng cái lạnh vẫn cứ rít vào người cô, trạch hạo vẫn không hề có chút biểu cảm nào, hắn vẫn im lặng suốt quãng đường. Bỗng nhiên, hành động của hắn làm cho cô hơi bất ngờ, trạch hạo cởi áo khoác ngoài của mình ra ném sang cho quân giao. Cô nhìn thái độ của hắn không đắn đo đưa lại cho trạch hạo tôi không cần hắn quay sang liếc nhìn cô đôi mắt của trạch hạo vô cùng đáng sợ hắn lạnh giọng nói khoác vào đừng nhiều lời quân giao chỉ đành im lặng cầm lấy chiếc áo khoác nhưng cô chỉ để nó sang một bên về đến nhà quân giao vội vàng đi vào bên trong thay chiếc váy đã ướt sũng ra cô nhìn chiếc váy mà không khỏi tiếc nuối đây là hàng cao cấp rất đắt tiền vậy mà đã hư hỏng nặng cô đi đến cầm lấy chiếc áo mà Trạch Đông đã đưa cho mình, đôi môi bất giác mỉm cười nhẹ. Quân Giao lại nhớ lại những hành động ân cần của Trạch Đông, cô thầm nghĩ, phải chi Trạch Hạo có tính cách điềm tĩnh giống như Trạch Đông thì hay biết mấy. Sáng sớm quân dao đã tự tay giặt chiếc áo khoác thật cẩn thận rồi đem đi phơi. Suốt quá trình làm việc, cô cứ mỉm cười, trạch hạo đứng trên tầng hai nhìn xuống cử chỉ của quân dao, tâm trạng của hắn bỗng nhiên không vui tại sao cô lại vui vẻ khi giặt chiếc áo đó hắn đã suy đoán ra được phần nào hai người họ đã có cảm tình với nhau trạch hạo vẫn kìm nén cảm xúc nhưng trong đôi mắt hắn là sự tức giận vô cùng trạch hạo vẫn đến công ty bình thường nhưng hôm nay đối với nhân viên trong công ty như là một cơn địa ngục bọn họ vô cùng sợ hãi khi trạch hạo tức giận trút giận lên bọn họ tại sao lại là trạch đông mà không phải là người đàn ông khác nếu là người đàn ông khác hắn đã thẳng tay xử lý còn đây là em trai của hắn trạch thạo đang tự trách mình vì đã để cho quân giao và trạch đông gặp nhau về phía quân giao vì thời tiết hôm nay nắng đẹp chiếc áo đã khô rất nhanh cô vội lấy vào xếp lại cẩn thận bỏ vào túi quân giao mỉm cười nhẹ cô thay đồ rồi đi ra ngoài cô đi đến công ty nơi trạch đông đang làm việc nhưng bảo vệ đã giữ cô lại, không cho người lạ vào công ty. Quân giao đành nhờ họ đưa cho thư ký của Trạch Đông. Cô thư ký đem chiếc túi lên phòng cho Trạch Đông. Anh đang mãi mê xem tài liệu, bỗng nhiên cô thư ký gõ cửa đi vào nói. Thưa ngài có một cô gái đưa cho ngài thứ này. Cô đưa đến tay Trạch Đông. Anh ta mở ra nhìn thấy chiếc áo khoác mà mình đã đưa cho quân giao. Lúc này anh mới biết là quân giao đã đến đây vội vàng đứng lên chạy xuống sảnh chính quân giao đang đứng đợi taxi cô đang định bước lên chiếc taxi vừa đến đã bị trạch đông níu tay lại khoan đã quân giao quay lại nhìn thấy trạch đông cô khẽ cười nhẹ rồi nói là anh sao hai người cùng nhau đi đến một cửa hàng cà phê gần đó để nói chuyện cuộc sống của cô đã tốt hơn chưa quân giao khẽ thở dài nói không ổn cũng không tệ tôi đã thích nghi được với nó nên đã đỡ hơn rất nhiều trái tim của trạch đông bỗng nhiên rung động phải chi tôi gặp cô sớm hơn quân giao nhìn anh ta cười hiền dịu nói mọi thứ đã được sắp đặt chúng ta chỉ có thể bước vào thế giới đó nói thật từ tận đáy lòng tôi cũng rất vui khi ở cạnh anh từ khi ba tôi mất thì chưa có ai đối xử tốt với tôi cả trạch đông bỗng chốc cảm thấy thương cảm cho quân giao vô cùng anh ta nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của quân giao rồi nói tôi sẽ sẵn lòng giúp cô bất cứ lúc nào cô cần hãy gọi cho tôi nếu kháng cự được cô cứ kháng cự anh trai tôi là một con người vô cùng cố chấp nói rồi anh ta viết một dãy số vào tờ giấy rồi đưa cho quân giao cô cầm lấy rồi đứng lên đã trễ rồi tôi phải ra về nếu có dịp tôi sẽ hẹn anh ra tâm sự, cảm ơn anh rất nhiều. Hai người tạm biệt nhau quân giao vội vã ra về. Đến nhà cô chạy thật nhanh. Quân giao phải về trước khi trạch hạo quay trở về. Nhưng cô đã muộn một bước, hắn đã quay trở về biệt thự. Quân giao bắt đầu sợ hãi bước chân của cô bỗng chốc nặng nề, nếu hắn biết cô đi ra ngoài thì sẽ lại đem cô ra hành hạ. Quân Giao bước vào bên trong, Trạch Hạo đang ngồi trên sofa, gương mặt của hắn vô cùng u ám. Quân Giao định đi vào phòng để thay đồ, bỗng nhiên một giọng nói khiến cho cô phải sững gai ốc. Cô đã đi đâu? Quân Giao ấp úng trả lời. Tôi, tôi đi mua chút đồ cá nhân. Trạch Hạo đứng lên, hắn hầm hực tiếng về phía Quân Giao đưa tay bóp lấy cánh tay cô. Cô nghĩ sẽ qua mặt được tôi sao? Tôi ghét nhất là loại người nói dối, hôm nay tôi sẽ trừng phạt cô đừng trách tôi tàn nhẫn. Nói rồi hắn kéo mạnh Quân Dao đi lên phòng, cô vô cùng sợ hãi, tìm kiếm thứ gì đó để níu lại. "Đừng mà, tôi xin anh." Trách Hạo lạnh lùng, hắn bế cô lên để Quân Dao không níu lấy thứ gì nữa, mặc cho cô khóc lóc cầu xin, hắn vẫn không để vào tai trạch hạo như một con hổ dữ hắn đang muốn nuốt chửng quân dao hắn bế cô vào phòng mình quân dao vùng vẫy điên cuồng trạch hạo mất hết kiên nhẫn ném cô lên giường quân dao sợ hãi lùi về phía sau gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt anh đừng ép tôi trạch hạo đưa tay cởi khuy áo của mình hành động của hắn khiến cho quân dao càng sợ hãi cô đang tìm kiếm thứ gì đó để phòng thân Mấy hôm trước, cô đã đánh một cây đèn ngủ vào đầu hắn. Vết thương vẫn còn, vậy mà hôm nay hắn lại phát tiết với cô. Trạch Hạo không cho cô hành động, hắn kéo chân cô lại rồi nằm đè lên người cô, quân giao sợ hãi né tránh. Trạch Hạo mạnh tay xé rách chiếc váy của quân giao rồi vùi đầu vào hõm cổ của cô ra sức liếm mút. Quân giao vẫn không từ bỏ việc kháng cự cô tìm kiếm con dao nhỏ trong chiếc túi của mình cô luôn đem theo một vật gì đó để phòng thân quân dao đã tìm được con dao sau đó không ngần ngại đâm thẳng vào bắp tay của trạch hạo hắn liền cảm thấy đau đớn nhăn mặt máu đã tuôn chảy không ngừng quân dao mở to mắt sợ hãi nói là anh đã ép tôi máu đỏ đã chảy xuống váy của cô trạch hạo ngồi dậy đưa tay bóp lấy vết thương cho máu không chảy ra nữa. Hắn nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu nói. Cô gan lắm. Quân giao sợ hãi bỏ con dao xuống, cô chạy đi ra ngoài trở về phòng, rồi khóa cửa lại rồi co trúng ngồi lên giường. Miệng cứ lầm bẩm nói. Tất cả là tại anh đã ép tôi. Trạch hạo không còn đã động gì đến quân giao trong đêm hắn gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho mình đương nhiên người hầu trong nhà cũng vô cùng tò mò bọn họ bàn tán to nhỏ với nhau có chuyện gì mà đại thiếu gia gọi bác sĩ đến vậy không lẽ quân giao lại gây ra chuyện gì rồi sao cô ngồi trong phòng nhưng tâm trạng thì không khỏi run sợ bà quản gia nhìn thấy tình hình trước mắt không thể nào chịu đựng được liền gọi thông báo với mẹ của trạch hạo khi nghe tin con trai bị thương bà ấy vô cùng tức giận, sáng sớm đã đến biệt thự của Trạch Hạo. Cô ta đâu? Mau gọi cô ta ra đây. Cả đêm quân giao không thể nào chập mắt, bây giờ thần trí cô rất mệt mỏi, bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho thức giấc. Quân giao đã cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng cô không có cách nào để tránh khỏi. Nên đành phó thác bản thân cho số phận. Quân dao từ từ mở cửa ra, hai cô người hầu đã kéo cô ra ngoài rồi đẩy ngã quân dao xuống dưới sàn. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt có cả Ngọc Triệu, hai người họ nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Cô dám cầm dao đâm con trai tôi sao? Nói rồi, bà ta tức giận tác mạnh vào má của quân dao khiến cho cô ngã xuống sàn. Ngọc Triệu đứng bên cạnh liền chêm dầu vào lửa con đã nói với bác là cô ta không phải dạng tầm thường, giữ cô ta trong nhà chỉ có trước họa vào thân. Bản thân cô ta là con gái của kẻ giết người, mà ở cạnh chỉ chuốt họa vào thân. Quân giao đã quá quen với những lời chữ mắng đó, đôi mắt của cô chỉ còn lại một làn sương mờ mịt, cô chọn cách im lặng để mọi chuyện được trôi qua. Mẹ của Trạch Hạo lại tiếp tục tác liên tiếp vào mặt của quân giao hai bên má của cô đã đỏ ửng những dấu tay đã in hằng trên đó bà ta vẫn chưa thỏa mãn bà cầm một con dao gọt trái cây trên bàn rồi gọi người giữ chặt quân dao lại cô đâm con tôi thì phải trả giá bà ấy đưa tay lên định đâm vào tay của quân dao cô chỉ biết nhắm mắt chịu đựng vì có chống cự cũng vô ích mà thôi bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm bà ta dừng lại hành động của mình đủ rồi trạch hạo từ trên cầu thang đi xuống mới sáng sớm mà các người đã ồn ào như vậy sao nhìn thấy trạch hạo ngọc triệu liền đến tỏ vẻ quan tâm anh à vết thương có đau lắm không em rất lo cho anh đấy trạch hạo hoàn toàn không để tâm đến cô ta mà đi về phía quân giao nhìn thấy gương mặt đã đỏ tái của quân giao hắn cảm thấy vô cùng khó chịu mẹ đã đánh cô ta à? Bà Hàng tức giận nói. Đúng, mẹ đã dạy dỗ cô ta, nghĩ mình là ai mà dám đâm vào tay con. Trạch Hạo lên tiếng nói. Chỉ vết thương ngoài da không có gì đáng lo ngại, mẹ đừng xen vào chuyện riêng tư của con nữa. Bà Hàng nhìn con trai tức giận nói. Con đừng vì phụ nữ mà làm tổn hại đến mình mẹ chỉ bỏ qua lần này thôi đấy nói rồi bà cùng ngọc triệu đi ra về quân giao vẫn ngồi đó đôi mắt đã đỏ hoen vì sợ và ấm ức tại sao ai cũng muốn ức hiếp cô có phải cô rất đáng chết hay không trạch hạo quát lớn với đám người hầu các người rảnh rỗi lắm hay sao lần sau tôi còn nghe ai nói chuyện này ra ngoài nữa thì đừng trách tôi đám người hầu chỉ biết im lặng bà quản gia cũng đã toát mồ hôi trán vì chính bà ta là người đã nói cho mẹ của trạch hạo biết trạch hạo đi đến kéo quân giao ngồi dậy hắn nắm lấy cánh tay của quân giao đưa cô đi lên phòng quân giao có phần hơi sợ hãi cô không chịu đi theo hắn trạch hạo quay người nhìn lại lạnh lùng nói muốn chết à quân giao thật sự rất muốn chết không một ai tôn trọng cô cả xem cô như một món đồ để trút giận càng nghĩ quân giao càng đau lòng cô giật tay mình lại nhìn trạch hạo đầy ấm ức nói tôi đã chịu đựng quá đủ rồi các người quá đáng lắm nói xong quân giao chạy một mạch ra ngoài cô chạy thật nhanh ra cánh cửa như đang tìm một sự giải thoát cho chính bản thân mình quân giao đã cố gắng chịu đựng nhưng bọn họ luôn ép cô đi đến vực sâu không đấy chưa bao giờ cô tuyệt vọng như thế này nước mắt cứ lăn dài trên đôi má đầy đau rát quân giao quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng cách chạy ra đường lớn để xe tông vào mình như cái cách mà ân nhi đã chết cô sẽ trả lại tất cả cho bọn họ bao nhiêu oán hận này để bọn họ thỏa mãn sự báo thù quân giao đứng giữa đầu chiếc xe ô tô đang tiến đến Trạch Hạo vội vàng chạy ra để ngăn cô lại, nhưng chiếc xe đang đến quá gần, bỗng nhiên chiếc xe thắng lại gấp. Là Trạch Đông. Anh ta đang trên đường đến để thăm Trạch Hạo khi nghe tin hắn bị thương, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, kết hoạch tự tử của quân giao không thành. Cô đứng trước mũi xe nhìn Trạch Đông cười đau khổ nói. Tại sao lại là anh? Trạch Hạo đi đến nắm lấy cánh tay của quân giao quát lớn cô bị điên à tôi chưa cho cô chết thì cô không được chết có biết chưa hả hắn mạnh tay kéo quân dao đi vào trong nhà cô cứ thất thần như mất đi linh hồn tại sao cô lại không giải thoát được bản thân chứ cô đã quá mệt mỏi không muốn chịu đựng sự giày vò này nữa quân dao vì quá kích động nên đã ngất xỉu trạch hạo đỡ lấy và bế cô lên phòng Trạch Đông cũng vội lái xe vào để xem tình hình của quân giao ra sao. Sau khi tình hình quân giao được ổn định, Trạch Hạo và Trạch Đông ngồi vào ghế sofa để nói chuyện, nhưng bầu không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt. Trạch Hạo dường như không muốn nói chuyện với Trạch Đông. Anh có cảm thấy là mình quá đáng lắm không? Tại sao lại ức hiếp một cô gái vô tội như thế chứ? Trạch Hạo nhìn em trai mình bằng ánh mắt hình viên đạn đừng xen vào chuyện của anh trạch đông nhìn thái độ ngông cuồng của trạch hạo thì vô cùng tức giận nói em không xen vào chuyện của anh nhưng anh đã đi quá xa rồi xém chút nữa là anh đã gián tiếp giết chết một mạng người rồi đấy anh có thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy không trạch hạo tức giận đập tay vào bàn lớn tiếng nói có thôi đi không sao em lại quan tâm cô ấy đến như thế cô ta bị như ngày hôm nay tất cả là do ba cô ta, ba cô ta chết, thì cô ta phải trả giá thay ba của mình. Trạch Đông lắc đầu ngán ngẩm nói. Anh điên thật rồi. Vì lòng thu hận mà anh hành hạ một người con gái vô tội. Trạch Hạo cười khinh bỉ. Tại sao em lại quan tâm đến cô ấy như thế? Chẳng lẽ đã có tình ý với cô ta? Trạch Đông như bị nói trúng tim đen anh ta đứng lên nói. Em không đôi co với anh nữa. Chỉ là em thấy chuyện bất bình nên mới lên tiếng, nếu anh không thích thì em sẽ về. Nói rồi anh ta quay người rời đi, Trạch Hạo nhìn theo bóng lưng của Trạch Đông đang khuất dần, bỗng nhiên trầm mặt đến lạ thương. Quân Giao đã tỉnh dậy, cô nhìn lên trần nhà cô biết mình đã quay trở lại nơi địa ngục, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề quân giao từ từ ngồi dậy người đàn ông đang ngồi xem tài liệu trước mặt khiến cho quân giao cảm thấy sợ hãi trạch hạo nhìn cô nói cô gan lắm làm cho tôi bị thương rồi định tự sát à tôi sẽ không để cho cô chết dễ dàng như vậy đâu quân giao chán ghét nói với hắn anh đúng là cặn bã tôi đã lầm khi yêu người như anh suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình vì đã đặt trái tim sai chỗ để nhận lấy những đắng cây như thế này trạch hạo nghe quân giao nói liền bỏ sắp tài liệu xuống hắn đứng lên tiếng về phía cô thẳng tay bóp lấy cổ của quân giao đôi mắt dữ tợn nhìn cô nói cô nghĩ mình xứng đáng có được tình yêu của tôi hay sao đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện tôi sẽ tha thứ và để cô bước vào trái tim của mình bản thân cô chỉ là công cụ để tôi vui vẻ thỏa mãn việc trả thù thôi nói rồi trạch hạo kìm lấy hai cánh tay của quân giao hắn lại muốn cưỡng bức cô trạch hạo khống chế lấy hai cánh tay của quân giao lên đỉnh đầu càng nghĩ đến ánh mắt cô nhìn trạch đông trong lòng hắn vô cùng khó chịu vì sao chứ chẳng phải hắn chỉ muốn trả thù thôi hay sao khi cô nhìn người đàn ông khác hắn lại phản ứng thoái hóa đến như thế hắn thật sự đang ghen đến mức không khống chế được bản thân quân giao xoay mặt đi nơi khác cô đã khóc quá nhiều bây giờ không còn đủ sức để khóc lóc nữa quân giao lạnh lùng nói nếu muốn làm gì thì làm nhanh đi dường như cô đã quá mệt mỏi với việc phải chống cự hắn bởi vì mọi thứ đều vô nghĩa trạch hạo nhìn thái độ của quân giao lại càng nổi nóng hơn hắn đưa tay mạnh bạo bóp lấy cầm nhỏ của quân giao buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình cô đang ban phát hay bố thí cho tôi đấy hả quân giao nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ấm ức cô nghẹn ngào chẳng phải đây là điều anh muốn hay sao trạch hạo không thể nào chịu đựng được trước thái độ bướng bỉnh của quân giao hắn cúi người xuống hôn điên cuồng vào môi của quân giao hành động này thật khiến cho cô vô cùng bất ngờ từ trước đến giờ Trạch Hạo chưa bao giờ chủ động hôn lên môi cô. Hắn chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình mà thôi, chưa bao giờ hắn đặt một nụ hôn nào an ủi cô. Quân Dao bị hôn đến mức đôi môi tê liệt, Trạch Hạo cắn mút đến mức nó đỏ ửng sưng tấy, hắn đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của Quân Dao ra sức trêu chọc. Nụ hôn kéo dài đến vô tận, đến khi Trạch Hạo cảm thấy cô đang thở dốc thì mới chịu buông tha lần qua mép tai rồi di chuyển xuống phía dưới. Sau nụ hôn đó khiến cho hắn càng phấn khởi hơn, động tác nhanh hơn, trong phút chốc hai cơ thể đã không còn một mảnh vải che thân. Quân dao vẫn nằm im lặng, không phát ra tiếng động gì cả. Trạch hạo cảm thấy khó chịu, hắn cắn mạnh vào eo thon của cô, khiến cho quân dao giật mình khẽ rên rỉ. Hắn luôn dùng những cách bị ổi nhất để ép buộc cô trở nên ti tiện trước mặt mình hắn đã nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cơ thể của quân dao từng nhịp đều đặn hai cơ thể cứ như thế mà dính sát vào nhau không tách rời dường như hắn luôn khao khát cô nên đã rất nhiều lần ăn sạch quân dao giữ buổi trưa nóng bức trong căn phòng lại có nhiệt độ nóng bỏng hơn sau khi thỏa mãn bản thân trạch hạo rời khỏi giường đi vào phòng tắm quân dao nằm dưới lớp chăn cơ thể vô cùng nhầy nhụa bởi mồ hôi và nước bọt của hắn, chất dịch màu trắng chảy ra phía dưới, nhưng cô không màng đến việc đó như sự ô nhục hắn dành cho cô. Trạch hạo cuốn một chiếc khăn quanh eo đi ra bên ngoài. Mái tóc vẫn còn ướt rũ rượi truông vô cùng điển trai. Hắn đi đến tủ lấy đồ thay, lúc này trong đầu quân dao bỗng nảy ra một ý định điên rồ nào đó. Cô thật sự rất muốn thoát khỏi đây, quân giao sẽ làm mọi cách để có thể trốn thoát trạch hạo thay đồ xong đi ra ngoài hắn đưa mắt nhìn quân giao một cái rồi rời đi cô chỉ nghe tiếng khóa cửa bên ngoài quân giao đã đoán được hắn muốn giam cầm cô sau sự kiện vừa rồi quân giao bước xuống giường đi đến cửa mở ra quả thật đã bị khóa chặt cô vô cùng thất vọng một lát sau thì có người mở cửa mang thức ăn vào cho quân giao là liên hoa nhìn thấy liên hoa quân giao liền vui mừng nói là chị liên hoa nhìn thấy nét mặt của quân giao cô ta đã đoán ra được là cô vừa bị trạch hạo hành hạ cô mau dùng bữa đi có cần gì cứ gọi tôi thiếu gia có lệnh không cho cô ra ngoài khi không có lệnh của cậu ấy quân giao đang mơ màng nhìn thấy ba mình đang đứng trước cánh cửa ánh sáng nơi đó vô cùng ấm áp cô mỉm cười cất bước về phía đó niềm hạnh phúc và vui sướng khi gặp lại ba càng khiến cho quân giao không kiềm chế được những giọt nước mắt cô vội vàng chạy về nơi đó nhưng trong phút chốt mọi thứ trở nên thật mơ hồ người đàn ông cô yêu thương đã tan biến quân giao hụt hẫng cô chơi vơi đau đớn gào khóc trong tuyệt vọng cuộc sống của cô hiện tại chẳng khác nào địa ngục bóng tối cứ vây lấy cô sau một khoảng thời gian chịu đựng cơ thể của quân dao đã trở nên suy nhược nặng, cô đã sốt rất cao, cơ thể nóng trang cổ họng khô khan. Quân dao mệt mỏi vương người dậy, cô định với đến bàn lấy cốc nước để uống nhưng đôi tay của cô vô cùng yếu ớt, cơ thể không còn một chút sức lực, chiếc cốc thủy tinh đã rơi tự do trong không trung. Tiếng vỡ nát vang khắp căn phòng, trạch hạo đang xem tư liệu bên thư phòng, hắn nghe được những âm thanh đó liền ngồi dậy bước về phía phòng của mình mở khóa ra cảnh tượng trước mắt làm cho hắn trở nên hoảng hốt gương mặt của quân giao đã vô cùng xanh xao cô đã ngất đi trạch hạo vội đi đến đỡ lấy người cô cơ thể của quân giao nóng trang khiến cho trạch hạo phải châu mày hắn bế cô lên để đưa quân giao đến bệnh viện đến nơi quân giao được đưa vào phòng cấp cứu còn trạch hạo thì đi đến đóng tiền viện phí cho cô Lúc y tá hỏi hắn có quan hệ gì đối với quân giao, Trạch Hạo hơi gượng người nhưng một lúc sau hắn lại nói ra. Tôi là chồng của cô ấy. Nói những lời đó ra hắn lại không thấy hổ thẹn với lòng mình. Chẳng có một người chồng nào lại hành hạ vợ mình ra nông nổi này hết. Làm thủ tục xong Trạch Hạo nhanh chóng rời đi, cử liên hoa vào chăm sóc cho quân giao. Hắn không muốn cô biết là mình đang quan tâm cô, hắn cứ thế mà lạnh lùng rời đi. Một lúc sau quân dao cũng đã tỉnh giấc, trên cánh tay là một ống truyền dịch, cô mệt mỏi nhìn xung quanh, mùi khử trùng nồng nặc sọc vào vào mũi. Cô thật sự rất ghét mùi này. Bác sĩ đi vào thấy quân dao đã tỉnh giấc, thì đi đến nói tình trạng bệnh tình của cô. Cô đã mang thai được 4 tuần. Nhưng vì làm việc quá mức nên cái thai đã không thể giữ được, chúng tôi thành thật chia buồn sau này sẽ rất khó có thể mang thai lại nên cô hãy giữ gìn sức khỏe tẩm bổ ăn những thức ăn dinh dưỡng để cơ thể nhanh chóng hồi phục quân giao nghe tin mình mang thai thì vô cùng sửng sốt lúc này cô mới nhớ ra những lần quan hệ cùng hắn cô đã quên uống thuốc tránh thai nói đúng hơn là cô không có thời gian để nghỉ ngơi vì sự bất cẩn đó nên mới mang thai ngoài ý muốn như thế khi nghe tin thiên thần nhỏ của mình đã rời xa mình mãi mãi trong lòng cô có một cảm giác buồn vô tận cô khẽ cười đau đớn miệng cứ lẩm bẩm nói cũng tốt nếu nó sinh ra mà không được hạnh phúc thì cũng vô nghĩa liên hoa đem cháu vào cho quân giao nhìn thấy cơ thể đã vô cùng gầy gò xanh xao của quân giao trong lòng Liên Hoa dâng lên một cảm giác thương xót. Tôi mang cháo đến cho cô đây, mau ăn đi để lấy lại sức. Quân dao lắc đầu, những lời nói lúc nãy của bác sĩ cứ văng vẳng trong tai của cô. Liên Hoa nhìn biểu hiện lạ lùng của quân dao thì tò mò hỏi. Cô bị làm sao vậy? Phải ăn uống một chút mới có sức chứ? Quân dao nhìn Liên Hoa đôi mắt đã lưng trọng nước mắt cô không thể nào kiềm chế cảm xúc được nữa cô à khóc như một đứa trẻ con của em đã mất rồi liên hoa sững sờ khi nghe quân giao nói cô đã mang thai sao liên hoa ngồi xuống an ủi ông lấy quân giao không sao đâu cô hãy nghĩ về mặt khác nếu đứa bé được sinh ra trong hoàn cảnh ngang trái như thế này thì nó sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nó rời đi cũng là một sự giải thoát cho cô đừng buồn nữa. Quân giao ở trong bệnh viện một ngày thì được xuất viện, bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc để nhanh hồi phục hơn. Từ sau khi xảy thai, cơ thể của quân giao vốn dĩ đã yếu ớt bây giờ lại càng yếu ớt hơn. Hình như không có ai đến để đón cô, quân giao đứng trước cổng bệnh viện, cô đang hít thở bầu không khí trong lành trước khi quay về căn nhà địa ngục đó. Nhưng tận sâu trong trái tim cô, vẫn có một khát khao sống vô cùng mãnh liệt bao nhiêu ước mơ cô vẫn chưa thực hiện được cô phải tìm cách trốn chạy không thể nào dừng chân ở một nơi mặc cho người khác hành hạ mình bây giờ cô không còn gì để mất cả phải vững bước tiến về phía trước quân giao đang lang thang trên phố cô vừa đi vừa nhìn hàng người đang tấp nập vì sự mưu sinh bỗng chốc bước chân cô lại dừng lại trong những giây phút này cô lại muốn trốn chạy thật sự bỗng nhiên có một chiếc xe tấp vào lề đường ngay chỗ mà quân giao đang đứng người đàn ông mở cửa bước xuống xe là trạch đông nhìn thấy anh ta quân giao hơi bất ngờ vì sau lần cô và anh ta gặp nhau lúc trước đã bị trạch hạo hiểu lầm hắn hành hạ cô đủ đường khiến cho quân giao phải nhập viện cô bất giác lên tiếng nói là anh sao Trạch đông nhìn quân giao rồi nở một nụ cười hiền lành. Anh ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất trìu mến. cô đã khỏe hẳn chưa. lên xe đi tôi đưa cô về. quân giao gật đầu nói. cám ơn anh đã hỏi thăm tôi, tôi đã đỡ hơn rồi. Trạch đông nhìn gương mặt gầy gò của cô thì trong lòng bỗng chốc thương xót. tôi đưa cô đi ăn món gì đó ngon ngon để lấy lại sức quân giao không lưỡng lự cô gật đầu đồng ý vì hiện tại cô cũng không muốn về căn nhà đó sớm vậy làm phiền anh hai người đi đến một nhà hàng gọi một vài món ăn quân giao ăn rất ngon miệng từ ngày cô kết hôn với hắn một bữa cơm đối với cô lại vô cùng xa xỉ nhìn quân giao ăn ngon miệng trạch đông cũng cảm thấy vui trong lòng ăn xong trạch đông định lái xe đưa quân giao về nhưng cô lại quay sang nói với anh ta có thể đi chậm một chút được không tôi vẫn chưa muốn quay trở về căn nhà đó trạch đông hiểu cô đã từng trải qua những chuyện gì anh ta cũng lái xe rất chậm suốt quãng đường quân giao như muốn nói điều gì đó với trạch đông nhưng cô cứ ngập ngừng không dám mở lời một lúc sau cô đã quyết định lên tiếng tôi muốn trốn thoát khỏi nơi đó xin anh hãy giúp tôi Trạch Đông im lặng một lúc. Anh trầm mặt nói. Cô rất muốn rời khỏi đó sao? Quân giao quả quyết gật đầu, Trạch Đông nhìn vào đôi mắt đáng thương của cô, cuối cùng cũng đã siêu lòng. Tôi sẽ giúp cô, nhưng cần có một kế hoạch rõ ràng, anh trai của tôi không phải là người dễ qua mặt được đâu. Được rồi, bây giờ cô cứ quay về đó trước đã, có gì tôi sẽ liên lạc với cô quân giao nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng cảm kích nói tôi cứ nghĩ là anh không đồng ý tại sao anh lại tốt với tôi đến như vậy trạch đông thở ra một hơi rồi nói tôi chỉ muốn giúp đỡ những người đáng thương nhìn thấy anh ấy hành hạ cô tôi không cam tâm chỉ vì lòng thù hận mà trả thù một người đứng ở giữa thật là một suy nghĩ ngu ngốc quân giao nghe anh ta nói trong trái tim lại đau thắt lại, chính hắn đã chà đạp lên tình yêu của cô, cả đời này cô sẽ không quên được. Quân giao bảo trạch đông dừng xe cách nhà khá xa. Cô không muốn bị hiểu lầm thêm nữa. Tạm biệt trạch đông xong quân giao lặng lẽ đi về phía dinh thự. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, như một điều gì thúc đẩy anh ta càng phải bảo vệ cô nhiều hơn. Quân giao vừa vào đến nhà, bầu không khí nơi đây khiến cho cô vô cùng ngột ngạt. Vừa bước vào bên trong đã thấy Ngọc Triệu cùng cô hầu thường ngày hay nịnh nọc cô ta đang ngồi trên sofa. Nhìn thấy quân giao cô ta liền đưa mắt liếc nhìn. Quân giao quả là đen đủi, chưa gì đã gặp phải trắc rối Ngọc Triệu đúng là mặt dày, luôn tìm cách gây sự chú ý với Trạch Hạo. Nhưng hắn không hề đoái hoài gì đến. Nhưng từ trước đến nay thứ cô ta muốn không gì là không thể hằng ngày đều đến đây để dùng bữa với trạch hạo nhưng chỉ càng làm cho hắn chán ghét hơn nhìn thấy quân giao tâm trạng không vui của ngọc triệu lại dâng lên cô ta đi về phía quân giao nói dám trốn việc à cô nên nhớ thân phận của mình chỉ là một người hầu quân giao không muốn đôi co với hạng người vô lý này nên đã lướt qua cô ta đi vào bên trong ngọc triệu vô cùng tức giận với thái độ của quân giao cô ta liền đưa tay túm lấy tóc của quân giao kéo cô ngã xuống sàn cô dám thái độ với tôi à nói rồi ngọc triệu tát liên tiếp vào mặt của quân giao cô vô cùng đau đớn tức giận hét lớn đừng nghĩ mình là thiên kim tiểu thư rồi muốn làm gì người khác cũng được quân giao vừa dứt lời đã bị ngọc triệu túm lấy tóc cô ta ra lệnh cho cô hầu đứng cạnh lấy kéo đến đây cho tôi cô hầu vội vàng chạy đi lấy kéo đem đến cho ngọc triệu quân giao đã biết cô ta muốn làm gì liền vùng vẫy kháng cự nhưng ngọc triệu ra lệnh cho hai người hầu giữ chặt hai tay cô lại cô ta tàn nhẫn cắt đi mái tóc đen dại của quân giao một cách không thương tiếc từng lọn tóc rơi xuống sàn nhà mọi người xung quanh đều cảm thấy ngọc triệu vô cùng quá đáng nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ bị liên lụy đến mình quân giao bất lực. Cô không còn chút sức lực để kháng cự nữa, tại sao bọn họ luôn muốn ức hiếp cô? Nhiều lúc cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà phải gánh chịu những điều tồi tệ như thế này. Sau khi thỏa mãn cơn tức giận Ngọc Triệu cuối cùng cũng đã dừng tay, mái tóc của quân dao đã làm nhàm ngắn dài như một đống hỗn độn. Gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt, quân dao đưa tay sờ lên mái tóc của mình, cô lại quyết định phản kháng quân dao đứng sững người dậy giật lấy cây kéo trong tay của ngọc triệu chĩa vào cổ của cô ta khiến cho ngọc triệu sợ đến tái cả mặt quân dao gằn giọng nói đừng bao giờ động vào tôi một lần nào nữa tôi không còn gì để mất nếu có thể giết người tôi sẽ không ngại đâu ngọc triệu sợ đến mức đứng không còn vững được nữa cô ta cố gắng tỏ ra hống hách Quân Dao vô cùng bùng nổ và bức xúc, cô đã quá mệt mỏi chịu đựng, cứ im lặng cô ta sẽ càng nghĩ Quân Dao sợ hãi, lại càng ức hiếp cô nhiều hơn. Hôm nay cô sẽ cho bọn họ biết, cô không dễ bị ức hiếp nữa. Trạch Hạo bước vào bên trong, hắn quay trở về lấy tài liệu, tình cờ gặp cảnh tượng này thật khiến người nhìn hoa mắt. Trạch Hạo lạnh giọng nói: Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngọc Triệu nhìn thấy hắn liền khóc nấc lên nói. Cô ta là con đàn bà điên. Anh xem cô ấy định giết em. Nhìn thấy đầu tóc của quân giao, hắn cũng đoán ra được phần nào sự tình. Trạch Hạo đi đến nắm lấy cổ tay của quân dao giật lấy chiếc kéo cô đang cầm để đe dọa Ngọc Triệu. Cô uống nhầm thuốc rồi à? Hôm nay lại dám làm càng. Quân giao nhìn hắn bằng đôi mắt sâu thẳm, Cô nhếch mép cười một cái rồi giật chiếc kéo đâm thẳng vào bắp tay của hắn. Lực đâm không mạnh, nhưng ngay đó là vết thương lúc trước cô đâm hắn. Áo sơ mi trắng đã bắt đầu nhuộm máu đỏ. Đám người hầu trong nhà hốt hoảng la hét. Cô ta bị điên thật rồi. Trạch hạo và quân giao mặt đối mặt với nhau nhưng bây giờ trong cô lại không có một tia gì gọi là sợ hãi. Trái tim cô đã không còn nồng cháy nữa, thay vào đó là một nắm tro tàn hắn mạnh tay bóp lấy cổ của quân giao siết chặt đến mức cô không còn thở nổi nếu hắn dùng thêm một chút sức lực nữa thì chắc chắn cô sẽ chết trạch hạo lạnh lùng ra lệnh trói cô ta lại đem ra trước sân nhà xem như là sự trừng phạt đám người hầu tức tốc đi làm theo những mệnh lệnh của trạch hạo quân giao bị bắt trói quỳ gối dưới cái nắng gay gắt Ngọc Triệu tiếp tục làm nũng, liền bị trạch hạo quát lớn. Mau cút ngay cho tôi. Cô ta sợ hãi không nói gì thêm ngậm ngùi rời đi. Quân dao vẫn quật cường quỳ bên ngoài sân nhà, đôi môi cô đã khô đến nứt nẻ gương mặt vô cùng xanh xao. Chỉ vừa mới hết bệnh cô lại tiếp tục bị hành hạ, thật sự rất đáng thương. Liên Hoa nhìn thấy quân dao vô cùng đáng thương, cô ta chịu không nổi quyết định đi đến nói với trạch hạo về sự thật hắn không hề biết quân giao đã từng mang giọt máu của mình liên hoa khép nép đi đến cúi đầu trước mặt trạch hạo nói thưa thiếu gia quân giao kích động như thế là do cô ấy vừa liên hoa cứ ấp úng khiến cho trạch hạo khó chịu châu mày lại cô lấy hết dũng khí nói ra cô ấy vừa bị sảy thai khi nghe liên hoa nói xong trong lòng của trạch hạo như có tiếng sét nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói cũng tốt tôi không muốn người phụ nữ đó mang thai nói rồi hắn lạnh lùng quay người rời đi cơ thể của quân giao đã không còn chịu đựng được nữa nếu cứ như thế cô lại phải vào lại bệnh viện nữa mất đám người hầu trong nhà không khỏi bàn tán đa số bọn họ chỉ lăng mạ cô chứ không có ai thương cảm cho cô cả. Quân Giao đã bắt đầu hoa mắt, đầu óc quay cuồng. Trạch Hạo đã rời khỏi nhà được hai tiếng nhưng Quân Giao vẫn còn đang quỳ bên ngoài sân nhà. Cô không biết bằng cách nào mà mình lại cuộc cường đến như thế, chắc là do khao khát rời khỏi nơi này của cô quá lớn, nên Quân Giao phải cắn răng chịu đựng tất cả. Trạch Hạo đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty nhưng hắn không hề động đến đóng tài liệu cánh tay bị quân giao đâm vào vẫn còn rỉ máu chiếc áo trắng đã được điểm tô một bông hoa màu đỏ nhưng hắn chẳng hề để tâm mà đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó những lời nói của liên hoa vẫn cứ văng vẳng trong đầu hắn rõ ràng là hắn không hề yêu cô luôn hành hạ ức hiếp cô ép buộc cô uống thuốc tránh thai để không thể nào mang thai con của hắn nhưng tại sao khi nghe tin cô sảy thai lại cảm thấy vô cùng khó chịu một cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong cõi lòng của hắn, thật nực cười. Trên đời này không có gì có thể đoán được tâm trạng của con người. Bản thân Trạch Hạo cũng không biết mình đang muốn gì. Tình yêu là thứ khiến cho con người trở nên mềm yếu trước mọi hoàn cảnh. Liên Hoa nhìn thấy Quân Dao đã không còn sức chịu đựng được nữa. Cô ta vô cùng sốt ruột chạy ra đỡ lấy Quân Dao và nói: mau vào bên trong đi cơ thể cô đã không còn sức chịu đựng nữa rồi quân giao yếu ớt nói chị đừng để tâm đến em sẽ liên lụy đến chị đấy liên hoa thở dài trách móc nói cô đừng nói nhiều nữa thật phiền phức mau nghe lời tôi đứng lên đi vào bên trong liên hoa dùng sức đỡ lấy quân giao đứng lên hai người cùng đi vào bên trong nhưng hai người vừa đi đến cửa thì đã bị bà quản gia ngăn lại chưa có sự cho phép của thiếu gia cô ta không thể vào nhà. Liên Hoa liền phẫn nộ nói. Đủ rồi, các người đừng bức ép người quá đáng. Nếu cô ta có mệnh hệ gì các người cũng là đồng phạm đấy, đến lúc ấy các người gánh tội nổi không? Bọn người đó cảm thấy Liên Hoa nói cũng có phần đúng, nên đã nhường đường cho Liên Hoa đưa quân giao vào phòng. Hai người chật vật cuối cùng cũng đã vào đến phòng của quân giao, liên hoa lấy cho cô một cốc nước để quân giao uống lấy lại sức quân giao như được sống lại cơ thể vô cùng nặng nề cô nằm xuống giường để nghỉ ngơi vì quá kiệt sức cơ thể cô cũng bị suy nhược trầm trọng nên quân giao đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đêm đó trạch hạo không về nhà hắn là đang muốn trốn tránh không muốn đối diện với quân giao hay vì hắn cảm thấy tội lỗi hay đang chán ghét cô sau khi nghỉ ngơi được Quân Giao đã dần dần bình phục, cô bắt đầu đi làm việc. Nếu còn nghỉ ngơi nữa thì bọn người trong căn nhà này sẽ không để cô yên đâu. Quân Giao đang tưới hoa ngoài sân vườn thì người gác cổng đi vào đưa cho cô một lá thư rồi nói: Có người đưa cái này cho cô. Quân Giao khó hiểu đón lấy bức thư nhưng cô không lấy ra đọc mà xếp lại bỏ vào túi. Nếu có ai nhìn thấy thì sẽ không hay đến lúc được nghỉ ngơi mọi người đang dùng bữa, còn quân giao đi vào phòng để xem nội dung bên trong bức thư. Là Trạch Đông đã viết cho cô, trong đó là toàn bộ kế hoạch mà anh ta đặt ra cho quân giao sau khi đọc xong bức thư. Cô đã biết mình nên làm gì để có thể thoát khỏi đây. Tối đó Trạch Hạo cuối cùng cũng đã về nhà nhưng trên người của hắn chỉ toàn là mùi rượu. Bước chân loạn choạng đi vào bên trong, quân dao đứng ở góc phòng do dự một hồi cô mới quyết định bước ra đỡ lấy thân hình cao lớn của trạch hạo hắn cảm nhận được mùi hương này rất thân thuộc nên đưa mắt liếc nhìn người con gái đang dìu mình quân dao không nói gì chỉ im lặng đưa hắn lên phòng rồi để trạch hạo nằm xuống nhưng nhịp tim của cô cứ đập nhanh liên tục có lẽ quân dao đang rất căng thẳng khi đối diện với hắn cô đi đến định cởi khuy áo giúp trạch hạo nhưng quân dao vừa chạm vào chiếc khuy thì đã bị bàn tay của hắn giữ lại trầm giọng nói cô lại muốn làm gì nữa đây quân dao rút tay về nhỏ giọng nói tôi chỉ là muốn giúp anh thay đồ nếu anh không thích thì thôi nói rồi cô đứng lên quay người rời đi trạch hạo liền lên tiếng chuẩn bị nước cho tôi tắm quân giao nghe hắn ra lệnh thì đi vào phòng tắm xả nước ra cô đang thử nhiệt độ của nước xem vừa chưa mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng lúc này quân giao mới đi ra ngoài gọi trạch thảo nước đã chuẩn bị xong mời anh vào trạch thảo bước xuống giường đi vào phòng tắm nhưng hắn lại không muốn buông tha cho quân giao cô đang định quay người rời đi thì bị hắn lên tiếng ra lệnh vào trong cởi đồ cho tôi quân giao nghe hắn nói liền sững người lại nếu không vì mục đích của mình cô đã không chịu lòng hắn như vậy đâu quân giao phải cắn răng quay lại cùng hắn đi vào phòng tắm cô đưa tay cởi từng khuy áo của trạch hạo đôi mắt hắn không rời khỏi gương mặt của cô quân giao rất căng thẳng nhưng cô phải cố chịu đựng để có thể thoát khỏi nơi địa ngục này từng chiếc khuy được cô tỉ mỉ cởi ra Thân hình rắn chắc trong vô cùng quyến rũ của hắn đang hiện ra trước mặt cô, cởi áo xong quân giao xấu hổ nói: "Phần còn lại anh tự làm đi, tôi xin phép ra bên ngoài." Trạch Hạo bá đạo ra lệnh cho cô. Tiếp tục cởi. Quân giao đứng đó do dự một hồi. Cô nhăn mặt đi đến tiếp tục cởi nốt chiếc quần của hắn, gương mặt của quân giao đỏ bừng, cô chưa bao giờ làm những chuyện xấu hổ như thế này. Chiếc thắt lưng được cô cẩn thận rút ra rồi đến chiếc khuy của quần tây đen hắn đang mặc. Suốt quá trình mồ hôi trán của quân giao đã đổ đầy, chưa bao giờ cô vừa căng thẳng vừa xấu hổ như thế này. Cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh vải bao bọc nơi đang sưng to. Quân giao mất hết kiên nhẫn, cô đứng lên đi vội ra ngoài, Trạch Hạo cũng không làm khó cô nữa, hắn tự cởi nốt phần còn lại rồi bước chân vào bồn tắm nhưng không vì thế mà hắn để cho quân giao đi ra ngoài đến cọ lưng cho tôi quân giao cúi đầu đi đến cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau cho hắn lau đến vết thương vẫn còn rỉ máu quân giao thoáng chút sợ hãi nếu làm hắn đau chắc chắn cô sẽ bị đem ra trừng phạt nhưng vẻ mặt của trạch hạo vô cùng hưởng thụ hắn cảm nhận được sự ấm áp của đôi tay cô cơ thể bỗng nhiên nóng lên nơi đó đã nhô cao trạch hạo thở ra một hơi bỗng nhiên hắn mạnh tay kéo quân dao vào bồn tắm quần áo cô thấm vào nước ướt sũng đôi gò bồng trắng tròn bị chiếc áo dính chặt vì bị ướt càng lộ rõ hơn trạch hạo không rời mắt khỏi nó mà bá đạo ra lệnh cho quân dao cởi đồ ra quân dao xấu hổ ấp úng nói có thể ra bên ngoài giường được không vẻ mặt của trạch hạo trở nên khó chịu Hắn thẳng tay xé toạc chiếc áo của cô, bầu ngực mềm mại đã lộ ra trước mặt hắn. Quân giao xấu hổ đưa tay che lại, nhưng liền bị Trạch Hạo giữ chặt, hắn cúi đầu điên cuồng cắn mút khiến cho quân giao không tự chủ được khẽ rên lên một tiếng. Hắn đang rất khao khát cô, không có gì có thể ngăn cản được. Quân giao có một cảm giác tê dại đến lạ, cô rất sợ làm chuyện này với hắn. Mỗi lần quan hệ xong quân giao chẳng cảm thấy gì ngoài đau đớn, nhưng bây giờ cơ thể cô đang có phản ứng với hắn.